đang theo dõi điểm tin bất động sản tuần cùng Rich Nguyễn được phát sóng vào 19h30 phút thứ sáu hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 28 tháng 10 năm 2023 đến mùng 3 tháng 11 năm 2023. Quốc hội thảo luận bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn hay không? Thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi. Thời điểm tăng tốc thu hút vốn đầu tư. Đặt cọc nhà ở hình thành trong tương lai 10% cũng hợp lý. Đầu tư dự án khu dân cư mới 334 tỷ đồng tại thành phố Thanh Hóa. Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10 năm 2023. Quốc hội thảo luận bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn hay không? Sáng 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó có việc bắt buộc giao dịch qua sàn hay không. Quy định hiện hành, luật kinh doanh bất động sản 2014 không quy định bắt buộc giao dịch qua sàn. Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đề xuất hai phương án là mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản hình thành trong tương lai phải qua sàn, còn các giao dịch khác không bắt buộc. Nhiều ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ 5 không đồng tình bắt buộc, cho rằng chỉ khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng thuận với quan điểm này và dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sau giải trình, tiếp thu đã bỏ quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải qua sàn. Thay vào đó, nhà nước khuyến khích mua bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất qua sàn bất động sản. Cơ quan thường trực của Quốc hội giải thích, thực thi luật kinh doanh bất động sản 2014 cho thấy các sàn giao dịch bất động sản hiện nay chưa đủ khả năng để bảo đảm an toàn pháp lý của giao dịch. Thậm chí xuất hiện nhiều trường hợp sàn giao dịch bất động sản có hành vi làm nhiễu loạn thị trường. Chủ đề này vẫn đang được Quốc hội tiếp tục thảo luận. Thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi. Lãi suất cho vay hạ, thủ tục pháp lý của dự án được giải quyết, giúp nguồn cung ra thị trường tăng dần trở lại. Đặc biệt, niềm tin của các nhà đầu tư đã bắt đầu hồi phục. Từ nay tới cuối năm, theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, phân khúc nhà ở có thể tạo ra dòng tiền tại các khu đô thị đồng bộ được quan tâm. Không khí thi công tấp nập đang diễn ra tại một số dự án bất động sản quy mô. Theo các sàn giao dịch, bước vào quý cuối cùng của năm, lượng khách tìm mua nhà đã có sự thay đổi tích cực. Theo các đơn vị nghiên cứu, có sự chuyển biến từ dòng tiền tiết kiệm đến hạn khi vào tháng 11-12 năm ngoái, nhiều người đã chọn gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất trên dưới 10%, thời hạn là 1 năm. Đơn cử như tại tỉnh Quảng Ninh, hoạt động du lịch bằng xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái Đông Hưng đang chuẩn bị hoạt động trở lại. Chính sách này sẽ tạo lực đẩy cho phát triển kinh tế du lịch bất động sản tại đây, đặc biệt là nhà ở có thể phục vụ buôn bán thông thường. Để kích cầu thị trường, hiện các chủ đầu tư đang tích cực đưa ra các chính sách thu hút người mua để hướng tới nhu cầu ở thật, kinh doanh thật. Người dân của chính địa phương đó sẽ được ưu đãi 2% giá trị hợp đồng mua bán. Thời điểm tăng tốc thu hút vốn đầu tư. Thu hút đầu tư nước ngoài đã có nhiều dấu hiệu của sự khởi sắc, thời điểm để tăng tốc có lẽ đã bắt đầu. Trong một báo cáo vừa công bố, Savills Việt Nam nhấn mạnh việc các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc tiếp tục đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ nhờ vị trí và tiềm năng thu hút đầu tư lớn. Một số dự án quy mô lớn cũng được chuyên gia của Savills Việt Nam nhắc đến. Chẳng hạn, dự án nhà máy Fulian Precision Technology 621 triệu đô la Mỹ và dự án của Longi Green Energy Technology Company Limited 140 triệu đô la Mỹ ở Bắc Giang, hay dự án Trina Solar 275 triệu đô la Mỹ tại Thái Nguyên. Khi dự án lớn đổ vào Việt Nam thì đó là thời điểm cho sự tăng tốc. Đặt cọc nhà ở hình thành trong tương lai 10% cũng hợp lý. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo mới nhất trình Quốc hội thảo luận sáng 31 tháng 10 vẫn để lại hai phương án. Phương án 1 là chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Còn phương án 2 là chủ đầu tư thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng. Khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất, số tiền đặt cọc tối đa do chính phủ quy định nhưng không quá 10% giá bán cho thuê. Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói, đối với các vấn đề đang trình hai phương án, chính kiến của các đại biểu Quốc hội là cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chủ trì, thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo
hoàn thiện và trình Quốc hội lựa chọn, xem xét phương án khả thi nhất. Đầu tư dự án khu dân cư mới 334 tỷ đồng tại thành phố Thanh Hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư hai bên đường quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài thanh niên xung phong thành phố Thanh Hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư hai bên đường quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài thanh niên xung phong thành phố Thanh Hóa. Tổng số lượng nhà ở của dự án là 161 căn nhà ở, bao gồm 142 căn nhà ở chia lô và 19 căn nhà ở biệt thự nhà vườn. Tổng số lượng nhà ở của dự án là 161 căn nhà ở, bao gồm 142 căn nhà ở chia lô và 19 căn nhà ở biệt thự nhà vườn. Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10 năm 2023. 10 tháng qua, nền kinh tế có nhiều điểm tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng cao so với các tháng tính từ đầu năm, xuất siêu hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 tháng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 9,56 tỷ đô la Mỹ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 65% kế hoạch, tăng gần 23% cùng kỳ trước. Dẫu vậy, vẫn rất thách thức trong nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 5 đến 6% khi toàn nền kinh tế chỉ còn 2 tháng để phấn đấu. Cụ thể, các chỉ số như các bạn đang thấy trên màn hình sau đây. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19h30 phút thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.